Không khí cải tạo ngõ ngách tại quận Ngô Quyền vẫn đang rất khẩn trương. Tại các phường, công tác kiểm tra, rà soát và hỗ trợ người dân đang được thực hiện tích cực, tạo nên không khí thi đua sôi nổi giữa các địa bàn. Ngõ phụ 2 trên 278 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, hơn 30 năm nay chưa được cải tạo nâng cấp, nên mỗi khi mưa xuống, người dân lại chịu cảnh ngập lụt cục bộ. Nỗi trăn trở của gần 100 hộ dân sinh sống trong ngõ nay đã được giải tỏa nhờ chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố để cải tạo nâng cấp những con ngõ đô thị, tạo diện mạo mới cho toàn địa bàn. Với chiều dài 300 m, mặt ngõ rộng trung bình 2,5 m, ngõ phụ số 2 trên 287 Đà Nẵng có tổng diện tích cần cải tạo gần 700 m². Kinh phí cải tạo được người dân chủ động quyên góp ủng hộ. Đến nay, cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, tổng số kinh phí làm ngõ đạt mức hàng trăm triệu. Người dân cùng nhau chung tay góp sức để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch cải tạo ngõ. Chủ trương của thành đã đi đúng lòng dân, hợp lòng dân, và tôi đã viết bài là có nghĩa là một cái cơ chế mà được vạn người dân ủng hộ, và cũng mong là cái chương trình này sẽ lan tỏa. Đấy, và cái ngõ này chúng tôi sẽ thi công cố gắng nhanh nhất trong cái thời gian trước mùa mưa bão, và để chấm dứt được cái hiện trạng lụt trong 20 năm vừa qua. Và cái hai là cái văn minh của xóm phố cũng được cải thiện. Từ đó thì chúng tôi cũng ý thức được rằng là nhắc nhở nhân dân ở trong ngõ sẽ sống cho nó có văn minh và có trách nhiệm hơn với khu dân cư. Đấy, và mục đích là cái cũng một cái việc làm một cái ngõ như nó được rất nhiều cái ý nghĩa tốt đẹp cho tổ dân phố. Có thể thấy chủ trương đúng và trúng đã đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng, có sức lan tỏa tới mọi tầng lớp nhân dân. Cơ chế hỗ trợ xi măng còn tạo động lực để huy động sức dân trong việc chỉnh trang đô thị, xây dựng đời sống văn minh.